Số ca nhiễm COVID-19 tại Bình Dương đã lên đến hơn 21.000 trường hợp chỉ đứng sau thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tỉnh triển khai tiêm vaccine chậm. Bình Dương triển khai tiêm vaccine chậm so với các tỉnh miền Tây, còn số lượng lớn vaccine vẫn ngầm trong kho. Tính đến nay, Bình Dương ghi nhận 21.865 ca mắc COVID-19, trong đó có 136 người tử vong. Ủy ban dân tỉnh Bình Dương vừa đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập bệnh viện hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19 với 500 giường, địa điểm dự kiến đặt tại trường Đại học Quốc tế miền Đông thành phố Thủ Dầu Một. Dù là địa phương có dịch phức tạp thứ hai chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng theo số liệu mới nhất, Bình Dương mới chỉ tiêm vaccine cho gần 90.000 người, trong khi đó tỉnh Đồng Tháp đã tiêm được gần 158.000 liều, còn Long An là hơn 126.000 liều. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ triển khai tiêm vaccine với tốc độ tối đa 30.000 liều một ngày, Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, trước ngày 4 tháng 8, địa phương này chỉ tiêm được khoảng 2.000 liều một ngày. Đến ngày 4 tháng 8, tốc độ tiêm tăng lên nhưng cũng chỉ được khoảng 5.000 liều một ngày. Đến nay, Bình Dương mới chỉ tiêm được khoảng 1 phần 3 số liều vaccine trong tổng số 310.000 liều vaccine được phân bổ. Còn hạn chế, trong thời gian này, toàn bộ lực lượng vẫn đang căng mình chống dịch nên việc tiêm vaccine cho người dân chưa đạt tiến độ như yêu cầu.